Ôi thì hai anh em đi làm về chắc là khá là đói rồi, có bác ăn xử ấy. Bao nhiêu gói xử? 6 gói á. 6 gói á? Yeah. Vừa ăn nhưng mà như thế thì tí có sợ là rối loạn dạ dày không ấy? Hả? Tí có sợ vớ lại dạ dày không? Không sợ đấy. Sáu gói mì tôm. Nói xem một tí là xử con đi đúng không ạ? Xử đây đói à, đói à? Hả? Đói à? Vâng. Xử chắc là khá là đói rồi các bác ạ. Sao đói? Đây, ngồi ngồi, đưa chị ra ngoài ngồi đây này. Chị ngồi đây. Trong lực thì cũng mới chuyển lên trên này thôi cô bác, và thành ra là chưa có đủ bắt đúa mấy. Đủ nước không đấy? Đúng rồi. Nhưng mà dưới đang ngấm đâu? Đang ngấm đâu? Tí nữa. Bây giờ nó mình dưới nó nở nở xong này lấy cái điếu vào nước lấy ít đi. Sử chín nhớ. Ơi nước ít nước quá, đun Được đơn nước tí đi rồi. được chưa? Được rồi. Nè. Ăn đi. Ở bên ngoài thì mưa khá là nhiều quá ạ. Đấy, kèm theo một chút không khí lạnh nữa, đóng cửa lại cho hết lạnh đi. Ui da. Hết một gói chưa? Chưa hết đâu. Chưa hết rồi à? Cái này là không phải là anh thách đố xử đâu nhá. Đây là sự xử là tự ăn luôn đấy, có hắc ạ. À? 6 gói mì tôm. Không ăn hết thì thôi nhá. Vâng. Nó cố mà ăn đấy, không mà vớ lại dày đấy. Thế nào? Bình thường à? Vâng. Cái con lượt ăn được nhiều nhất là bao nhiêu gói? Chưa bảy rồi. Chưa 7 gói à? Xử thì có vẻ là ăn rất là khỏe, nên là sức của em ấy cũng sức rất là khỏe của bác ạ. Đây, ở đây thì không phải là cháu được thách thức em xử ăn đâu, mà cái thước phim hôm nay này thì cháu được muốn là chia sẻ lên cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị
là không biết là sử ăn sâu gói mì tôm, lần ăn nhiều nhất là 7 gói mì tôm à? Nay hai anh em đi làm về thì có vẻ là hơi đói nhỉ. Cho Lực thì ăn được 3 gói, Sử thì ăn được sâu gói của bác ạ. Tí mà còn là mưa nhiều không có về được thì chắc là ôm nhau ngủ đây thôi nhỉ. Đấy. Biết đâu đó tầm 3 gói đấy. Còn chơi hẳn cái au luôn rồi các bác ạ. Nắng một không Hả? nắng một tí Nước hơi ít à? hơi nóng này Hơi nóng à? Mưa chắc phải kéo dài tới mai đấy Sử nhỉ, mưa này. vâng. Có lấy nước không? Hả? Nước ở đằng sau em ơi, ở đây trước mặt em ơi. Đây trước mặt đây. Nước ngọt đây. Xong rồi. Ăn xong rồi hả? Người ta hay thường có câu là ăn được ngủ được là tiên đấy cô bác. Anh như em Sử thì ăn rất là khỏe luôn cô bác ạ. Ăn đến tận là 6 gói mì tôm luôn. Hôm nay thì hai anh em có đi dự một cái sự kiện ở dưới thôn nhỉ? Đi dự cái sự kiện về ơi đói đi không bác ạ. Còn là cái sự kiện đấy là cái gì thì ngày mai cháu Lực đăng tải lên thì cô bác sẽ biết là cái sự kiện mà hai anh em đi sẽ là đi làm cái gì cô bác nhá. Anh nhìn Sử ăn anh cảm thấy lại đói rồi Sử ạ. Vừa mới ăn 3 gói mì tôm xong nhìn Sử ăn lại đói rồi.
Còn một gói rồi đấy. Thế này phải không, phải được này không, gói à, ăn được 5 gói đấy à, hả? không phải được Còn 1 gói nhưng mà có ăn được hay không? đó. Nếu không ăn được thì đừng có cố ăn nhá. Lần đầu tiên mà lần ăn nhiều nhất thì sử ăn được 7 gói à, là ăn ở đâu? À, nó đây tắc quả ra mình trong đây ăn nhà ra À, là 6 gói đúng không? bằng mất 7 gói. đừng sống phải Lên này xấu hỏi. Hết 6 gói mì tôm rồi đấy nhờ. Thật sự thì ăn được hôm nay ăn được 6 gói mì tôm luôn các bác. Còn lúc thì ăn được 3 gói. Hai anh em cháu được 3, xử 6. No chưa? Cho nên nha. Uống đi nước ở đấy, uống đi. Cộng thêm nửa lon nước, một lon nước nữa. Đấy, ở đây thì em xử là tự ăn có bác nhá, chứ không phải là cháu được thách thức em xử ăn hay là này kia gì nọ cả. Em ấy bảo là về hai anh em pha mì tôm mua ra 10 gói thì xử ăn mất là 6 gói, cháu được ăn mất là 3 gói. Hay à? Hết rồi. Em phải ăn 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 khỏe thì mới làm khỏe được nhờ. Vâng.